Camry khá cọp, mới lấy về hôm qua 37.000 km, đời 2014, một đời chủ 2.5Q. Bác này là số sàn 2016, dành cho những bạn nào mới tập lái nè. Ranger 2 cầu, máy dầu nhập Thái. Xe này 21 đúng không? 21. Kiosk số tự động 2019, 90.000 cây số, 380 triệu. Chỉ đây là chiếc Kia K3 1.6 số tự động máy xăng, 70.000 cây số, sản xuất 2013. Kia Cerato mẫu mới rồi. Xin chào các bạn lại quay trở lại với kênh của Hiền Toyota ha. Chiều nay thì sẽ gửi đến các bạn những chiếc xe vừa mới về trong ngày. Thú vị hôm nay là có những chiếc xe giá rất là thấp, tại vì mình đổi được xe cho khách. Hoặc là những chiếc xe mà dù như Spark này chỉ có 100 mấy chục triệu thôi, từ rẻ đến cao ha. Hoặc là K3, Kia K3 cũng chỉ có hơn 300 triệu thôi. Hoặc là Kia Sorento, Cerato rất là đẹp luôn, giá chầm chèm trên 400. Và Vios 300 mấy này, 2019 số tự động nè, rất đẹp. Camry, đặc biệt xe này mới 37.000 cây, 2014, 2.5Q. Cross này cũng đẹp lắm nè, và Ranger. Rồi các bạn đi xem với mình xem là xe nào phù hợp với các bạn, và các bạn chọn cho mình chiếc xe dự ý nha. Bác này là số sàn 2016, dành cho những bạn nào mới tập lái nè. Nhỏ nhỏ, gọn gọn, xinh xinh, giá lại mềm. Có hơn 100 triệu là có chiếc xe đẹp đi rồi. Đó, Spark ha. Spark 2016. Xe này 180 triệu các bạn, 1.2 nha, máy xăng, số sàn. Đây nội thất nè. Cũng khá là đẹp ha, máy này. Số sàn có đồng hồ đồ trên đây nè. Máy Spark. Hơn 100 triệu là có rồi ha, chiếc xe đi. Đó. Xe hơi ha. Các bạn nào mới tập lái, mới có bằng lái thì chọn Spark đi. Cũng khá là đẹp đấy chứ. Đây. Spark ha. Rồi. 180 triệu. Xe nhỏ nhỏ xinh xinh. Số sàn nha các bạn. Rồi. Tiếp theo đây là Ranger 2 cầu. Máy dầu nhập Thái. Xe này xe nhập nha, 2 cầu. Ford Ranger 75.000 km, giá 550 triệu. Ranger máy dầu. Cái này có nắp thùng kéo xịn rồi nè. Nội thất cũng khá là đẹp đây. Chúng ta coi nội thất này. Đó. Khách tới đổi xe. Mùi xe mới, xe đẹp lắm, chất cũng đẹp. Ranger. À, quay cái nắp thùng phía sau nè. Đó. Có nắp thùng ở đây. Ranger 2 cầu nha. Bãi này là bãi XLT. Ford Ranger máy dầu 2018, đăng ký lần đầu 2019. Chiếc đây là chiếc Cross 20. Đây cái bản giá của Cross đâu rồi? Xe này 21 đúng không? 21. Để anh coi kỹ lại coi. Chưa có để bản giá lên đây. 2021 đăng ký 22. Xe này chạy 29.000 km, bản V, bản xăng full. Đó. Bản xăng full nha. 740 triệu. Bản V, bản xăng full thì có sinh rút này. Đó. Sinh rút nè. Rồi an toàn chủ động ha. Đẹp da nhìn theo xe, ghế điện. Đầy đủ các chức năng. Tiêu hao của Cross thì khá là tiết kiệm, chỉ có 6 lít đường trường và 7 lít 3 đường hỗn hợp. Còn bảo hành của chính hãng nha. Đó, coi kỹ nè. Xác chưa, để cho khách kiểm tra. Để cho khách coi ha.
rất là đẹp. Giá sơ cua chưa lăn. Toyota Cross 1.8 5 chỗ gầm cao 2021 đăng ký 22. Bãi xăng full 740 triệu. Quay cái máy lên cho khách coi luôn. Đây. Máy đẹp. Đúng chất 29.000 km xung chỉ trước zin ha. Chỉ có giọng thôi, giọng cốp sau. 740 triệu. Tiếp theo đây là một chiếc Camry khá cộp mới lấy về hôm qua, 37.000 km. Đời 2014, một đời chủ 2.5Q. Nước xuyên duyên còn nhiều đây chúng ta coi. Nội thất rất là đẹp. 30 mấy ngàn cây số mà 2014 tới giờ 2.5Q. Âm thanh loa Bô đúng xịn luôn này. Thấy để chữ Bô đây ha. 580 triệu. Có thêm trang bị thêm hai màn hình gối đầu nữa nè, một đời chủ. Xe đẹp. Đây, ghế giữa rất là VIP. Mấy cái xe này nhiều người kiếm lắm, nhiều khi mình lên sóng là các bạn nhanh thì ấy nha, có nhiều người gọi đến tìm một đời chủ. Bật bật cái cabo trước. 2.5. Coi rõ sơ cua lăn chưa? Quay luôn. Giỏ zin theo xe. Còn 90%. Có lăn nhẹ. Rồi. 580 triệu 2.5Q bản full. Rồi, tiếp theo đây là chiếc Vios. Vios số tự động 2019, 90.000 cây số, 380 triệu. Vios số tự động nha. Bản này là bản Vios. Bản Vios số tự động. Đó, các bạn coi. Màn hình zin Pioneer nè. Hộp số tự động nè. Tiết kiệm nhiên liệu. Và đã có nệm da xịn luôn nè. Da nệm da xịn á, mềm á. Nội thất còn đẹp. 380 triệu. Vios bữa nay cũng được trong hãng khuyến mãi thì các bạn mua mới cũng phải 500 mấy ha. Thì này 380 cũng gần 100, gần 190 triệu. 100 tiết kiệm được 170 triệu. 2019. Chiếc đây là chiếc Kia K3 1.6 số tự động máy xăng. 70.000 cây số, sản xuất 2013. 320 triệu. Kia K3. Nội thất màu đen. Đúng là hãng Kia ha, luôn luôn là đầy đủ option dù là từ năm 2013 tới giờ. Kia K3 320 triệu số tự động nữa các bạn. Đủ ha. Navi rồi đầy đủ hết, menu đầy đủ hết các chức năng đây. Hãng Kia khá là nhiều đồ chơi, Kia K3. Trong phân khúc thì Kia K3 cũng được nhiều, nó cũng khá là rộng rãi ha. Xe này chạy 70.000 km, giá chỉ có 320 triệu thôi. Bạn này cũng đặc biệt nè, đi rất là ngon, Cerato. Bạn này là 1.mấy. Kia Cerato, mẫu mới rồi. Kia Cerato. Bạn này chạy khoảng đâu đó khoảng 70.000 km, nhưng mà nội thất đẹp, hai tông màu nè. Có đầy đủ option nha, áp suất lốp rồi đầy đủ hết. Không thiếu cái gì, đi rất là đầm và ngon, màn hình Gotik Android rồi. Giá chỉ có bán nhiêu đây. Lão ơi nặng à.
500 không nổi đâu, bán đi, bán đổi xe mẹt đi, mẹt rồi bán này rẻ đi. Bạn này là ở đây. Nên là xe này mua đi nhưng mà thấy chiếc mẹt GLA đẹp quá, bạn thích mẹt. Đổi lên thôi. Hôm trước mua gần 600 hả? Bên này bán 490 đi. Đẹp lắm. Hai bô nè. 2.0. Bản này là bản 2.0 chứ không phải 1.6 nha. 2.0 mà premium bản full 490 triệu Kia Cerato. Đợi mấy không biết luôn. Đợi 2020. Xe nhà lên rồi không có biết. Đợi 2020 các bạn. Rồi. Chiếc mẹt đó, đổi chiếc mẹt ngoài đó. Thêm đâu có ít tiền để lấy mẹt, mọi người sợ thì bạn cứ lấy xe mẹt đó đi đi rồi. Đó, hôm nay quay một số xe gửi đến các bạn. Còn trong đây thì còn khá là nhiều xe. Mình chỉ quay xe về trong ngày thôi. Quay một loạt xe trong đây. Còn Innova và Fortuner thì khá là nhiều. Rồi quay tại cửa hàng Toyota Phạm Hùng, 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh nha các bạn. Mặt tiền đường Phạm Hùng. Mà sao mọi người cứ đi vô hẻm mình không hiểu không. Mặt tiền đường Phạm Hùng, đối diện là một cái siêu thị to đùng. Các bạn vừa qua đó vừa uống cà phê ăn sáng và coi xe luôn không. Rồi, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào ngày mai. Xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn một ngày mới thật bình an và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn.